thấy xe cá bị chiên của Thu Cương không? Rồi. Chẳng hạn các bạn. Mấy bữa nay có nhiều kênh tới quay không Thu Phương? Thấy không có video. Quay rồi, đúng rồi. Thấy đâu có video đâu. Tại em cũng live stream mà anh hiểu không? Với lại em cũng có lượng khách live stream của em rồi. Bởi vì qua YouTube quay thì nhiều người bán hơn. Anh hiểu không? Nhưng mà đâu có thấy là live stream trên YouTube đâu. Trời, em đâu có đăng đâu. Đúng rồi, phải không? Chỉ là trên Facebook phải không? Facebook phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Còn kênh YouTube của em là chuẩn bị có clip mới. Clip Hoa hậu quốc tế 6 nước thi người mẫu. Em có tiền tỷ luôn á. Ồ, các bạn ơi, Thu Phương chuẩn bị ra cái... Thu Phương có thể giới thiệu thêm cái clip của mình không? Bí mật à? Bí mật, trời bí mật. Đợi chút tung lên em mới cho nhà sản phẩm. Thu Phương đang làm một cái clip để đăng trên kênh đó các bạn. Cá viên chiên Thu Phương cá viên chiên nha các bạn. Một cái clip về một cái dự án là tiền tỷ của Thu Phương. Rất là ngon nha. Ngon. Cá bò tôm xúc xích nè, đậu bắp nè, củ hoa cờ ớt nè, ở nhà trốn dịch là không có mấy món ngon này đâu. Thấy Thu Phương à. Ủa, Thu Phương tắt lai rồi hả? Tắt lai rồi, hết pin rồi mẹ. Hết pin à? Xe quay trở lại xe cá vi chiên của Thu Phương. Đó các bạn, thấy là mọi người cũng ghé ủng hộ Thu Phương rất nhiều. Mấy bữa nay bán tầm còn mấy giờ thấy Thu Phương? 9 giờ mấy, 10 giờ là hết rồi. Các bạn ơi, Thu Phương nói là bán cá bi chiên xong mua cái căn nhà này luôn đó nha các bạn. Cái mặt tiền của căn nhà này luôn á, 716 đó các bạn. Trúng với số cũng được Thu Phương ạ. Chắc trúng với số khoảng Việt Lót thì được Thu Phương ạ. Rồi. Hả? Như vậy trúng. 2 cục 4. Bên chỗ Cát Thi có món mới rồi đó Thu Phương. Món gì vậy? Cá quay khô gà. Khô gà. Khô gà, mới ra khô gà. Có bán kinh doanh đầy đủ. À. Nghe là làm thương hiệu luôn đó nha. Đăng ký thương hiệu độc quyền luôn đấy. Logo thương hiệu Cát Thi đó, chuẩn bị Thu Phương có làm không? Làm gì vậy? Thương hiệu. Thôi. Không mà. Đó các bạn thấy không, đường phố Sài Gòn vào buổi đêm đó, mọi người đến ủng hộ Thu Phương rất nhiều, nhưng các bạn đến ủng hộ Thu Phương. Đi học anh.